xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Israel phát súng cho dân quân gần giải Gaza Con trai bộ trưởng Israel thiệt mạng khi tác chiến trong hầm ngầm Hamas Điện Kremlin tố Mỹ là đầu tàu khuyến khích Ukraine tiếp tục chiến tranh Nga lên nòng đợt tấn công mới, Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp Ukraine vương vòi bạch tuộc tấn công tới tận Siberia để trấn áp pháo binh Nga. Ukraine giao đoạn đau đớn, trận địa pháo binh, hàng chục xe tăng thiết giáp cùng hơn 1.000 lính Nga bị nướng cháy. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Hồng gian mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Israel phát súng cho dân quân gần dãy Gaza. Quý vị thân mến, quân đội Israel phát vũ khí quân dụng áo chống đạn và thiết bị khác cho dân quân gần giải Gaza trước khi người dân về nơi ở cũ. Vào ngày 7 tháng 12, các quan chức quốc phòng và thành viên lực lượng phòng vệ Israel bắt đầu phát vũ khí và thiết bị quân sự khác cho dân quân tại những khu dân cư gần giải Gaza. Trong quá trình này sẽ diễn ra trong vài tuần, sau đó được mở rộng sang những địa phương khác thưa quý vị lực lượng phòng vệ israel và bộ quốc phòng israel cho biết động thái nằm trong giai đoạn đầu của chương trình ngọn gió trở về với mục tiêu tăng cường phòng thủ biên giới chuẩn bị cho những người di tản khỏi khu vực này quay trở về nhà trong giai đoạn tiếp theo giới chức israel sẽ phát thêm thiết bị y tế và hậu cần bổ sung cho dân quân Bộ Quốc phòng Israel đang cấp tốc mua sắm thiết bị và huấn luyện lực lượng dự bị. Theo cơ quan này, lực lượng phòng vệ Israel đây sẽ là yếu tố chính trong khôi phục an ninh cho người dân. Chương trình sẽ tạo điều kiện tốt hơn để người dân quay về nơi ở trong những tuần tới, thông cáo có đoạn. Lực lượng phòng vệ Israel sẽ tăng quân đồn trú tại các khu dân cư gần biên giới và mở rộng quá trình huấn luyện các binh sĩ với mô hình độc đáo phù hợp nhu cầu trên thực địa các đội dân quân tại khu dân cư của Israel gần biên giới với giải Gaza từng giao chiến với những đơn vị Hamas trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, nhiều nhóm dân quân bị Hamas áp đảo về quân số. Sau khi quân đội Israel tham chiến, các khu dân cư gần giải Gaza được di tản về binh sĩ nước này, truy lùng thành viên Hamas ẩn nấu bên trong. Giới chức Israel cho biết, khoảng 1.200 người nước này thiệt mạng và hơn 8.700 người bị thương. Song không rõ bao nhiêu trong số này là thành viên của các đội dân quân tham gia giao tranh với các tay súng Hamas. Sau khi xung đột bùng phát, lực lượng biên phòng thuộc lực lượng phòng vệ Israel phối hợp với cục tác chiến, bộ chỉ huy mặt trận nội địa và các đơn vị khác đánh giá về bố phòng an ninh trong đó có xem xét phương án vận hành tối ưu các đơn vị phòng thủ tại khu dân cư sát biên giới. Con trai bộ trưởng Israel thiệt mạng khi tác chiến trong hầm ngầm Hamas. Kính thưa quý vị, Reuters đưa tin, Benny lãnh đạo đảng thống nhất quốc gia, vào ngày 7 tháng 12 cho biết, con trai của Bộ trưởng Nội các Thời chiến và cựu tham mưu trưởng quân đội Israel Gandhi Ezekot đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở giải Gaza. Ông Ezekot và ông Khan đã gia nhập chính phủ thời chiến của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngay sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 của Hamas vào lãnh thổ do Israel kiểm soát chính phủ thời chiến là cơ quan ra quyết định cho chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Quân đội Israel cho biết anh Gomer Eisenkot, 25 tuổi, thành viên tiểu đoàn 699 thuộc lữ đoàn 551, thiệt mạng trong trận chiến ở phía bắc giải Gaza. Cụ thể, anh bị thương nặng khi một quả bơm phát nổ trong đường hầm ở trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza. Anh đã được đưa đến bệnh viện ở Israel để chữa trị nhưng không qua khỏi theo quân đội Israel, nước này đã mất 89 quân nhân kể từ chiến sự với Hamas bùng phát. Ông Gantz phát biểu trong một tuyên bố, Cùng với toàn thể người dân Israel, tôi gửi sự ủng hộ của mình tới Gadi và toàn bộ gia đình anh, cùng cái ôm thật chặt. Tất cả chúng tôi cam kết tiếp tục chiến đấu vì sự nghiệp thiên liêng mà Gold đã thiệt mạng vì nó. Trong thông điệp chia buồn, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông rất đau lòng. Israel đã tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas sau khi các tay súng của nhóm này giết chết 1.200 người ở Israel và bắt 240 người làm con tin. Cái chết của anh Gormir Eisenkot một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm mà binh sĩ Israel phải đối mặt khi tác chiến dưới hệ thống mê cung hầm ngầm dài hàng trăm km của Hamas. Quy mô các hầm này tương đương với hệ thống tàu điện ngầm ở New York và chúng đóng vai trò là căn cứ hoạt động của Hamas. Giới quan sát nhận định, những đoạn hầm mà Israel phá hủy trong ngày qua chỉ là một phần rất nhỏ trong hệ thống mà Hamas xây dựng trong nhiều năm. Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng, Israel có thể phải đối mặt với thương vong lớn khi bắt đầu tăng tốc đưa nhân lực vào trong những tuyến đường nhỏ hẹp chứa nhiều cạm bẫy của Hamas. Xin chuyển qua một số tin tức khác liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine. Điện Kremlin tố Mỹ là đầu tàu khuyến khích Ukraine tiếp tục chiến tranh. Kính thưa quý vị, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày thứ Năm gọi Mỹ là đầu tàu khuyến khích Ukraine tiếp tục chiến tranh với Nga. Tuyên bố với các phóng viên trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Đương nhiên, Mỹ là đầu tàu trong vấn đề này. Họ là đầu tàu trong việc khuyến khích người Ukraine tiếp tục tham chiến. Về câu hỏi liệu khả năng Quốc hội Mỹ từ chối gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine và liệu có phải là tín hiệu cho các nước khác hay không, ông Peskov nói rằng điều này rất khó nói. thế vào đó, ông Peskov bày tỏ sự tiếc nối của Moscow về việc quan chức Mỹ tiếp tục sử dụng Nga làm công cụ để khỏa lấp các vấn đề nội bộ. Ông Peskov tuyên bố, và cụ thể là trong trường hợp này, họ đang tham gia vào một hành động bôi nhỏ đất nước của chúng ta một cách trắng trợn nhằm mục đích truyền bá cho các dân biểu và thượng nghị sĩ của họ, cũng như để tiếp tục đốt tiền của người nộp thuế Mỹ trong lò lửa chiến tranh Ukraine. Ông nói thêm rằng, Nga hy vọng vẫn còn đủ số nghị sĩ Mỹ hiểu chuyện và nhận thức được rằng đây không gì khác hơn là một hành động độc ác. Vào ngày thứ Tư, ngày 6 tháng 12, Thượng viện Mỹ đã không thông qua gói chi tiêu hơn 105 tỷ USD do chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất trong đó. Phần lớn số tiền là viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine và Israel. Nga lên đồng đợt tấn công mới, Ukraine ban bố tình trạng khẩn cấp. Kính thưa quý vị, Bộ Năng lượng Ukraine vào ngày 7 tháng 12 thông báo, cuộc pháo kích của Nga đã làm hư hại một nhà máy nhiệt điện dọc tuyến đầu của cuộc chiến. Theo Kiev Post, các công ty năng lượng Ukraine thường không cung cấp các vị trí chính xác của các cơ sở mà quân đội Nga nhắm đến, nhằm che giấu thông tin nhạy cảm về cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước này. Các quan chức năng lượng của Kiev cho biết thiệt hại ở nhà máy nhiệt điện đã khiến hai tổ máy điện phải ngừng hoạt động. Cuộc tấn công kết hợp với nhiệt độ giảm nhanh chóng trên khắp Ukraine khi những tháng mùa đông đang đến đã dẫn đến tình trạng thiếu điện tạm thời trên lưới điện của Ukraine. Trước đó cùng ngày, Bộ Năng lượng Ukraine đã thông báo trên trang web của cơ quan này rằng 408 khu định cư đã bị cắt điện do các cuộc tấn công và các vấn đề kỹ thuật. Hiện chưa rõ có bao nhiêu khách hàng bị ảnh hưởng, nhưng Giới chức Ukraine cho biết tình hình hệ thống điện vẫn ổn định và trong tầm kiểm soát. Chính phủ Ukraine ngày 7 tháng 12 đã yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ Ba Lan, Romania, Slovakia vì nhiệt độ đóng băng gây ra tình trạng thiếu điện trong lưới điện. Theo công ty dịch vụ tiện ích nhà nước Ukraine, Go, nhu cầu điện tăng cao hơn mức mà lưới điện Ukraine Go có thể hỗ trợ khi tuyết rơi ở Kiev và nhiệt độ giảm xuống âm 4 độ C. Công ty cho biết sẽ nhập khẩu điện từ các nước láng giềng của Ukraine. Công ty cho biết thêm, việc hạn chế sử dụng điện vẫn chưa được lên kế hoạch, nhưng kêu gọi người dân Ukraine tiết kiệm điện nhiều nhất có thể để bảo đảm nguồn điện. Vào cuối tháng 11, Ukraine Go đã cảnh báo về tình thế khó khăn của hệ thống năng lượng Ukraine. Các quan chức Ukraine trước đây cảnh báo việc Nga dự trữ vũ khí trước mùa đông, đồng nghĩa với việc Moscow có thể đã lên kế hoạch cho một làn sóng tấn công mới trong những tháng lạnh hơn. Ukraine vương vòi bạch tuộc tấn công tới tận Siberia để trấn áp pháo bên Nga. Kính thưa quý vị, Anzezera cho biết, vào ngày 7 tháng 12, Nga vừa bắt giữ một nghi phạm bị cáo buộc giúp mật vụ Ukraine đánh bom hai đoàn tàu chở nhiên liệu của Nga ở vùng Siberia. Theo cơ quan an ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FBS, nghi phạm là người Belarus gốc Lithuania, bị cáo buộc cài đặt chất nổ trên xe lửa theo sự chỉ đạo của các mật vụ thuộc cơ quan an ninh Ukraine, gọi tắt là FBU gọi vụ việc là một hành động khủng bố. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết đây là một phần trong chiến dịch phá hoại cả cơ quan an ninh Ukraine chống lại cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga. Cơ quan an ninh Liên bang Nga tuyên bố đang làm việc tại chỗ với các công dân đường sắt để cố gắng giảm thiểu hậu quả của các hoạt động đặc biệt của cơ quan an ninh Ukraine. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết, anh ta thú nhận đã lấy được 8 thiết bị nổ từ một kho lưu trữ, chuyển chúng bằng ô tô riêng tới Bureisha và cài đặt chúng lên các tòa chở nhiên liệu của tàu hỏa. Trước đó, trong một chiến dịch phá hoại táo bạo đến nghẹt thở, các đặc vụ Ukraine đã cho nổ tung hai đoàn tàu chở hàng của Nga đang di chuyển trên đường ray. Chuyến tàu được cho là dùng để vận chuyển vũ khí tới tiền tuyến cho quân nga đang chiến đấu ở Ukraine. Hai vụ tấn công ở vùng Buriyaisa thuộc Siberia của Nga giáp Mông Cổ và cách Ukraine hàng nghìn km, xảy ra vào ngày 29 và 30 tháng 11. Văn phòng Công tố Vận tải Đông Siberia cho biết, vụ tấn công thứ nhất nhắm vào đoàn tàu chở hàng đi qua đường hầm Severomilsky dài 15 km đêm ngày 29 tháng 11. Vụ tấn công thứ hai nhằm vào một đoàn tàu chở hàng khi nó đi qua cầu Chotov ở cùng khu vực trên tuyến đường sắt được sử dụng làm phương án dự phòng khi các đoàn tàu chuyển hướng khỏi đường hầm Severomirsky. Truyền thông Ukraine dẫn nguồn tin tình báo được cho biết bốn thiết bị nổ đã được gài trên tuyến đường sắt. Một trong hai tuyến đường sắt giữa Nga và Trung Quốc được cho là cũng được sử dụng để vận chuyển đạn dược cho quân đội Nga. Truyền thông Nga cho biết vụ nổ làm hư hỏng nghiêm trọng đường ray và nhiên liệu rò rỉ làm ngập chúng. Ukraine có nhiều lý do để vô hiệu hóa các tuyến đường sắt của Nga với Trung Quốc, và một trong số đó là tin đột Triều Tiên gửi Nga hơn 1 triệu quả đạn pháo cho Moscow để sử dụng ở Ukraine thông qua tuyến đường sắt kể trên. Ukraine được cho là muốn ngăn chặn số đạn dược này tới tay quân Nga, đang chiến đấu ở tiền tuyến, nhằm tước đi sức mạnh đáng gờm của pháo binh Nga. Ukraine gieo đòn đau đớn, trận địa pháo binh hàng chục xe tăng thiết giáp cùng với hơn 1.000 lính Nga bị nướng cháy. Kính thưa quý vị, Kiev cho biết, các lực lượng Nga đang chiến đấu trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Ở Ukraine đã mất hơn 1.100 binh sĩ chiến đấu chỉ trong một ngày, cùng với gần 20 xe tăng và 26 xe bọc thép chở quân. Vào ngày thứ Năm, quân đội Kiev cho biết, Nga đã mất 1.120 quân chỉ trong 24 giờ qua. Điều chỉnh tổng số tổn thất về nhân sự của Nga kể từ tháng 2 năm 2022 lên tới 336.230 binh sĩ. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, trong một bản cập nhật hoạt động đăng trên mạng xã hội, tổng thất thiết bị của Nga trong suốt ngày thứ Tư còn bao gồm 18 xe tăng, 26 xe bọc thép chở quân và 21 hệ thống pháo binh. Mặc dù Newsquid không thể xác minh độc lập các số liệu của Bộ Tổng tham mưu, nhưng chúng là dấu hiệu mới nhất về tổn thất nặng nề sau 21 tháng chiến tranh và sự tiêu hao đang tiếp tục đè nặng lên quân đội Nga. Bất chấp cuộc phản công vào mùa hè của Ukraine, các chiến tuyến xuyên qua các vùng lãnh thổ do Nga sắp nhập, phần lớn vẫn đứng yên, với tổn thất và thương vong đặc biệt cao được báo cáo xung quanh thành phố Avdiivka của Donetsk kể từ đầu tháng 10. Những mất mát của Ukraine cũng có thể sẽ rất đau đớn. Ngày thứ Năm, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất 750 máy bay chiến đấu dọc theo đường liên lạc trong 24 giờ trước đó. Xung quanh thành phố Kubiansk phía đông bắc, Ukraine đã mất hai xe tăng và bốn xe bọc thép chở quân trong ngày qua. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, quân đội Nga đã mất 5.618 xe tăng kể từ khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Kiev cho biết nước này cũng mất 10.482 xe bọc thép chở quân. Thứ Năm, ngày 7 tháng 12, Nga phản bác bằng thông tin cập nhật về báo cáo tổn thất thiết giáp của Ukraine, cho biết Kiev đã mất 13.870 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác trong suốt nhiều tháng chiến tranh. Quân đội Ukraine từ chối bình luận về số liệu của Nga, Bộ Quốc phòng Moscow đã được liên lạc qua email các chuyên gia trước đó đã gợi ý với Newsweek rằng số liệu của Ukraine về tổn thất của Nga có thể gần như chính xác. Cuối tuần qua, cơ quan cố vấn của Mỹ, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết thời tiết xấu đang tiếp tục cản trở các hoạt động chiến đấu của cả Moscow và Kiev trên toàn bộ chiến tuyến. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đánh giá vào ngày thứ Bảy rằng các điều kiện bất lợi đã không dừng hoàn toàn mọi hoạt động. Nhưng thay vì diễn tập cơ giới hóa quy mô lớn, phù hợp với điều kiện mùa hè Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa đông của tên lửa và máy bay không người lái để tấn công Nga. Và những dự đoán đáng ngại không hề đặt ngầm chỗ. Lực lượng không quân Ukraine ngày thứ Năm cho biết, họ đã bắn hạ 15 trong số 18 máy bay không người lái tấn công xa hết do Iran thiết kế phóng từ Serbia trong đêm. Nhằm vào khu vực Khmelnytsky phía tây Ukraine và khu vực cảng phía nam xung quanh Odessa. Vào ngày trước, Nga đã phóng 48 máy bay không người lái xa hết vào Ukraine KS cho biết. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.com. Một lần nữa, đội ngũ HCD News rất mong nhận được sự ủng hộ quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.